Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo trên Twitter cá nhân rằng ông và đệ nhất phu nhân Melania đã dương tính với COVID-19. Tin tức này có thể gây ra làn sóng biến động trên thị trường khi các nhà đầu tư đang chờ đợi diễn biến từ cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 sắp tới. Nhà Trắng ngay lập tức hủy lịch trình chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump ở bang Florida và việc truy dấu những người đã tiếp xúc với vợ chồng tổng thống đang được thực hiện ráo riết. Ông Trump thông báo sẽ cùng vợ cách ly ngay lập tức bên trong Nhà Trắng và họ khẳng định sẽ cùng nhau vượt qua căn bệnh này. Hiện chưa rõ bằng cách nào mà ông Trump mắc phải căn bệnh COVID. Trước đó, cố vấn thân cận của ông Trump là Hope Hicks đã mắc căn bệnh này và bà thường xuyên đi cùng ông Trump trên chuyên cơ không lực 1 cùng với các trợ lý cấp cao khác. Ông Trump hiện là chính trị gia nổi bật nhất mắc COVID-19. Trước đó cũng có hàng loạt chính khách nổi tiếng thế giới mắc bệnh và đã hồi phục. Có thể kể đến nữ phó tổng thống Iran, bà Masome Esteghlal, từng mắc COVID hồi tháng 2 năm nay. Thượng nghị sĩ Brent Bone, thành viên của Thượng viện Mỹ, cũng từng nhiễm virus này. Cùng kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 còn có Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ông này từng phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt và mất hơn một tháng mới có thể quay trở lại chức trách của mình. Gần đây, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vào ngày 7 tháng 7 đã xác nhận việc nhiễm COVID-19 và vào cuối tháng 7 thì phu nhân của ông cũng trở thành bệnh nhân của đại dịch. Việc ngã bệnh của Tổng thống Trump làm dấy nên nhiều câu hỏi về việc ông có còn khả năng tham gia tranh cử hay không. Thậm chí, nếu bệnh không nặng, kết quả dương tính với virus corona vẫn có thể gây ra hậu quả thảm khốc cho cơ đồ chính trị của Donald Trump. Bởi trong suốt nhiều tháng qua, chính ông đã bác bỏ sự nghiêm trọng của đại dịch này. Ngay cả khi virus corona đang tàn phá nước Mỹ và cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người Mỹ mỗi ngày. Tính đến nay, thì đã có khoảng 34 triệu người mắc COVID-19, với khoảng 1 triệu ca tử vong toàn cầu. Ngay sau khi ông Trump công bố mắc bệnh, đối thủ của ông trong cuộc chạy đua tổng thống, ứng viên Joe Biden, cùng nhiều quan chức khác tiếp xúc với Tổng thống Donald Trump cũng đang trong tình trạng nghi ngờ liệu có bị lây COVID-19 hay không. Mối lo ngại càng tăng cao khi ông Biden đang có biểu hiện ho nhiều sau ngày 30 tháng 9.